trầm băng bị đẩy vào đám tang thi, đẩy lòng ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn là giải thoát. Nàng rốt cục không cần một người, ở tận thế thống khổ dãy dùa. Nếu như không phải mẫu thân và dưỡng phụ, để cho nàng vô luận không có gì cũng phải sống sót. Tận thế sơ, nàng liền nhát gan tự sát, trốn tránh cái này tràn ngập máu tanh cùng tội ác thế giới. Lần lượt tự cho là may mắn chạy trốn, để cho nàng ở tận thế sống tạm hơn nửa năm một cái bình thường một hệ dị năng giả, một lần cái gọi là kỳ ngộ, để cho nàng trở thành siêu cường biến dị một hệ dị năng giả. Buông cười, kiếp trước đến chết, nàng cũng không biết, cái gọi là may mắn từ đâu mà đến. Trọng sinh trở về, mẫu thân cùng dưỡng phụ ngoài ý muốn bình an sống sót, đem hai người dàn xếp tốt, nàng bước lên tìm kiếm chân tướng con đường, tìm được kiếp trước ở sau lưng yên lặng vì nàng trả giá tất cả mọi người. Dẫn về nhà ăn cơm, thuận tiện động phòng. Chương 1 Sống trong cảnh đào vong Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Một thế giới đổ nát Khắp nơi có thể thấy được thi thể thối rửa, nhàn nhã qua lại du đảng cùng tìm kiếm Thức ăn Thức ăn ngon Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, có bối rối dồn dập, có trầm trọng chậm chạp Hai người đang vào nhau, không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng Con người không thấy ai cả, từng cổ thi thể thối rửa, như là tìm được mục tiêu, cứng ngắc xoay người, đối với thanh âm truyền đến phương hướng gào thét. Một nam một nữ, sống vai hướng bên này chạy tới, hai người phía sau, là mật mật ma ma, vô số hư thối thi thể. Chúng ta bị bao vây rồi. Trong giọng nói không có chút bối rối, giống như đang nói chuyện phím với bạn bè. Kiên trì, xuyên qua con phố phía trước là có thể trở về căn cứ rồi. Khuôn mặt người đàn ông chữ quốc, dính đầy máu mồ hôi trên trán theo gò má lăn xuống hắn tự hồ dùng rất lực lượng mới đem lời nói ra nữ nhân ngủ quan tinh xảo làn da trắng nõn không ngừng chạy làm cho hai má nàng hồng nhuận không ít cho dù lâm vào tuyệt cảnh vẫn giống như tiên nữ không nhiễm bụi bặm nàng không có tiếp lời nam nhân trong đôi mắt trong suốt như nước tự hồ lóe ra một loại điên cuồng nào đó nam nhân liên tục phát ra hơn mười viên hỏa cầu mở ra một đường máu trong đám tang thi phía trước. Zombie sợ lửa. Nếu không, hai người đã sớm chết trong thi triều. Nam nhân không dám phân tâm nhìn nữ nhân trầm mặt không nói bên cạnh, nhiều một người, nhiều một trợ thủ. Trầm băng không nên buông tha, kiên trì lập tức muốn tới, dựa theo chúng ta hai cái thu thập vật tư, đồng thời tiến vào nội môn không thành vấn đề. Chờ chúng ta đứng vững ở căn cứ hắc ám, về sau cũng không cần liều mạng như vậy. Hạo Thiên ca, như chúng ta những này ngoại môn, muốn vào nội môn người, nửa tháng chỉ có một lần cơ hội không nói, muốn thu thập đầy đủ vật tư, muốn năng lực nổi bật, trọng yếu nhất danh ngạch chỉ có một. Trầm băng trong lúc nói chuyện, tầm mắt rơi vào hắc ám căn cứ phương hướng, trong đầu hiện ra một trương chanh chua xà tinh mặt. Bên tai nàng thậm chí còn vang vọng lời nói trào phúng khinh thường của nữ nhân, một nữ nhân dựa vào bề ngoài mà sống sót, cả đời đừng hồng tiến vào bên trong. Long Hạo Thiên không hề nhận ra giọng điệu dị thường của Trầm Băng, hắn trấn an nói. Lần này thu hoạch tương đối phong phú, hai chúng ta chia đều, ngươi là một hệ, ta là hỏa hệ, tin tưởng nội môn sẽ dàn xếp cho chúng ta. Trầm Băng âm thầm thở dài một hơi, tận thế hơn nửa năm. Lúc đầu, cô giống như một con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, cùng không ít người tổ đội. Gặp phải nguy hiểm, từng cái từng cái chạy cùng thỏ dường như, cái gọi là cách mạng hữu nghị, xin lỗi, nàng thật chưa từng thấy qua. Thật vất vả, gặp được một cái quy mô coi như lớn một chút căn cứ, không có an ổn bao lâu thời gian, đã bị zombie công phá. Long Hạo Thiên xem như cùng nàng hợp tác thời gian dài nhất, cũng là lúc trước sở đại trụ sở đầu, nàng cứu đối phương mấy lần, đối phương cũng cứu nàng mấy lần. Căn cứ hắc ám. Trước khi chạy trốn, nàng đã nghe nói qua. Nói thật đi cô không thích chút nào nhưng không có cách nào sau tận thế loại cảm giác mờ mịt và bất lực này cô không muốn trải nghiệm chút nào có một người có thể đặt chân có người nói chuyện có người quan tâm và giúp đỡ cô liền thỏa mãn long hạo thiên sợ trầm băng không tin bổ sung chúng ta cùng kề vai chiến đấu mấy lần ta làm người như thế nào ta tin tưởng ngươi trầm băng không thể không tin tưởng sau tận thế nàng sẽ không gặp được người có thể thổ lộ tình cảm. Cô cảm giác, lòng người sau tận thế, so với tan thi đuổi theo còn khủng bố hơn. Cái thứ nhân tâm này, là nhìn không tới sờ không tới. Trước mặt là người, sau lưng là quỷ, tận thế thường thấy nhất. Chúng ta hãy mở ra một con đường máu. Long Hạo Thiên thập phần hài lòng lời nói của Trầm Băng, vì đi vào nội môn, lần này đi ra ngoài làm một việc lớn. Tám người, chỉ còn lại hai người sống sót trở về trong mắt hắn xẹt qua ám mang nội môn vô luận như thế nào cũng phải đi vào về phần những người khác hai người đều là dị năng giả cấp một lực sát thương không lớn đều dùng đường đao thu hoạch đầu tang thi xung quanh trước chém không được mới có thể dùng dị năng công kích zombie không có chỉ số thông minh hành động chậm chạp hết thảy bằng vào bản năng bắt đầu ăn lấp đầy vĩnh viễn đói bụng trầm băng lần đầu đối mặt tang thi ngoại trừ thét chói tai chính là chạy trốn, căn bản không dám động thủ. Con người Một khi bước đến trình độ nào đó, không có gì không dám làm, cũng không có gì không làm. Cô ấy sẽ sống. Mỗi một đau vung ra, trên mặt đất đều sẽ lăn xuống một cái đầu đầy máu, hai tròng mắt trống rỗng trừng to. Hai người đem hết toàn lực chém giết, thế nhưng tàn thi chung quanh thật sự nhiều lắm, người giết một con, sẽ có mấy con bổ sung. Theo thời gian trôi qua, thể lực hai người cũng sắp hao hết. Long Hạo Thiên không cam lòng nói. Trầm băng, chúng ta không thể buông tha, nói không chừng, vừa lúc có đội ngũ đi qua, giúp chúng ta một tay. Chúng ta thật vất vả đi tới bây giờ, nhất định phải kiên trì. Trầm băng không có nói tiếp, động tác trong tay đồng dạng không có dừng lại, người đến cực hạn, chung quanh hết thảy đều dễ dàng bị bỏ qua. Nàng còn sót lại ý nghĩ, giết chết chung quanh tất cả tan thi, giết không ngừng giết, giết đến nàng không thể động một khắc kia. Đối với việc có thể sống sót hay không? Nàng xem cực nhạt, nếu như không phải đáp ứng mẫu thân cùng dưỡng phụ, muốn hảo hảo sống sót. Nàng không có khả năng đi đến bây giờ, đối mặt ăn thịt người zombie, cần dũng khí, không thể so với tự sát muốn ít. Nếu may mắn sống sót, cứ sống là được rồi, để hết thảy thuận theo tự nhiên. Long Hạo Thiên nhìn vô số tang thi xung quanh, trong lòng không cam lòng chậm rãi bị tuyệt vọng thay thế. Hắn thật sự sẽ chết ở đây sao? Không. Không được. Hắn sẽ sống. Phải sống thật tốt. U bên kia có hai tên xui xẻo bị đám tang thi vây quanh. Một thanh âm cà lơ phất phơ cách đó không xa truyền đến. Long Hạo Thiên kinh hỉ nhìn lại, cuối đường phố chẳng biết lúc nào lặng lẽ không tiếng động đi tới bảy tám người hắn gặp qua người cầm đầu nói chuyện, là cửa trong căn cứ hắc ám. Chúng ta là hắc ám căn cứ, cầu các ngươi cứu chúng ta. Mấy người đàn ông lạnh lùng nhìn bên này, không ai trả lời, cũng không có ý định ra tay, dường như xuất hiện để xem náo nhiệt. Long Hạo Thiên trong lòng phẫn nộ, nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn liều mạng chém giết, chung quanh sông lên zombie, một bên đối bên kia hô. Ta có không gian, trong không gian có đồ ăn, các ngươi cứu ta, ta đem đồ ăn cho các ngươi. Mấy nam nhân cầm đầu người nọ, lông mày hơi dương lên, đồ ăn, không cần người khác, chính bọn họ có thể tìm được, không gian dị năng giả, ngược lại rất thưa thớt. Mỗi lần ra ngoài thu thập thức ăn, trở về túi lớn túi nhỏ, hành động rất bất tiện. Cứu người đàn ông này, thu anh ta vào đội ngũ, không thành vấn đề, phụ nữ chỉ biết cản trở, không được. Cứu người không thành vấn đề, bất quá phải đáp ứng ta một điều kiện. Nam nhân nói chuyện vẫn nhẹ nhàng như trước, trong mắt tựa hồ lóe lên quan mang tà ác. Ta đáp ứng, chỉ cần các ngươi cứu ta. Giọng nói của người đàn ông trở nên âm trầm, tôi có thể cứu cô, cũng có thể cho tang thi ăn, nói chuyện không giữ lời, kết cục chính là thi cốt không còn. Ta đáp ứng, cái gì cũng đáp ứng. Long Hạo ngay thơ chống đỡ không nổi nữa, chỉ muốn sống sót, trừ mạng, hắn cái gì cũng có thể cho. Chuẩn bị rất lâu, chuẩn bị mở sách mới. Chương 2 Tận thế tàn khốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nam nhân dẫn đầu sông về phía tang thi, người phía sau hắn, theo sát phía sau. Mấy người đàn ông rõ ràng đều không phải ngồi không, xuống tay tàn nhẫn, đào đào trí mạng. Hai bên rất nhanh gặp nhau. Long hạo thiên như trọng phóng phụ, tang thi phụ cận hắn đều bị thanh lý, Trầm Băng bên kia còn chưa có, đang lúc hắn định xoay người qua hỗ trợ. Nam nhân cầm đầu đem hắn kéo qua một bên, rõ ràng có lời muốn nói, hắn nhìn bóng lưng Trầm Băng chém vết tang thi, há miệng, cuối cùng không nói một chữ. Hai người không đi được xa. Nam nhân cầm đầu không biết nói cái gì. Long Hạo Thiên vẻ mặt khiếp sợ, cao giọng trả lời một câu. Không thể. Lại qua vài phút, Long Hạo Thiên vẻ mặt chán chường đi về trước một bước không ai phát hiện, thẩm băng khi Long Hạo Thiên đi tới phía sau, tay chém vết tan thi dừng lại, mu bàn tay bị móng vuốt sắc bén của tan thi vẽ ra một vết máu. Không xứng đáng. Ba chữ rơi xuống, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của trầm băng bị một cổ lực đẩy ra, rơi vào trong đám tan thi mật thiết ma ma chạy tới. Trước khi thân ảnh trầm băng biến mất, quay đầu lại nhìn Long Hạo Thiên đưa lưng về phía nàng. Long Hạo Thiên dường như có cảm giác, thân thể cứng nhắc không nhúc nhích, loại này bị zombie từng khối cắn xé huyết nhục, gặm ăn hầu như không còn đau nhức kịch liệt, để trên giường nữ nhân vốn là trắng nõn khuôn mặt, mất đi cuối cùng một tia huyết sắc, thân thể bắt đầu không ngừng co quắp, mãnh liệt từ trong ác mộng bừng tỉnh. Trầm băng hai tay gắt gao nắm chặt chăn trên người, hai trọng mắt trừng lớn, trước mắt một mảnh đen kịt. Cô muốn hét lên, nhưng không phát ra được một âm thanh nào, chỉ có thể thở dốc từng ngụm từng ngụm. Khắp người toát ra mồ hôi lạnh, làm ướt áo ngủ hoặc hình màu hồng nhạt. 3. Ánh đèn nhu hòa, không chỉ xua tan bóng tối, cũng đánh thức trầm băng rơi vào quá khứ. Một người phụ nữ trung niên, chạy đến bên giường, rút khăn giấy ra, vẻ mặt đau lòng lau mồ hôi trên mặt thẩm băng. Người đứa nhỏ này, lại gặp ác mộng. Trong giọng nói lo lắng, để trầm băng ngắn mũi ngay người, nhào vào trong lòng nữ nhân. Mẹ! Thanh âm khàn khàn, giống như đã trải qua vô số đau khổ. Này! Mẹ thẩm ông con gái, vỗ nhẹ sau lưng cô, sáng mai mẹ đưa con đi bệnh viện. Con gái tốt nghiệp đại học gần một tháng, thành tích rất tốt, không ít công ty mời. Bên ngoài nàng không đồng ý, khuê nữ bản địa tự hồ không hài lòng, liền trì hoãn. Ba ngày trước, con gái ra ngoài tìm việc làm trở về, gặp mưa phát sốt, uống thuốc ngủ, ban đêm gặp ác mộng, người như bị sốt hồ đồ nói không ít lời kỳ quái ông cô khóc từ khi cha thẩm qua đời khuê nữ chưa từng khóc như vậy nàng an ủi thật lâu mới lại mơ mơ màng màng ngủ liên tiếp ba ngày mỗi đêm đều như thế mẹ con không sao chỉ là gặp ác mộng mà sợ thôi trầm băng lau nước mắt từ trong lòng mẹ ngồi dậy con đi tắm một cái cách hừng đông còn sớm mẹ về ngủ một lát cô ấy đã được tái sinh trong ba ngày mỗi đêm vẫn mơ về những gì đã xảy ra trước khi tái sinh. Đối với Long Hạo Thiên, tâm tình nàng rất phức tạp. Sau tận thế, nàng là một nữ hài tử hơn 20 tuổi, tay trói gà không chặt, căn bản không có mấy người nguyện ý thu lưu. Những người thu lưu nàng, nhìn trúng bất quá là túi da của nàng. Lần cuối cùng, thật vất vả thoát khỏi ma trưởng của một đại thúc hèn mọn, bị bảy tám con tang thi vây quanh. Đầu tận thế không ai biết nhược điểm của tang thi chỉ tưởng rằng dết không chết người may mắn sống sót giống như con chuột không dám thấy ánh sáng trốn ở góc âm u sống tạm không muốn chết đói bị ép ra ngoài tìm kiếm thức ăn mẫu thân cùng dưỡng phụ là nhóm đầu tiên biến dị nhiễm trùng thể anh trai nuôi mang đến sau khi anh tốt nghiệp đại học cũng rất ít khi trở về nhà trước kia cô không hề quan tâm đến chuyện của cha nuôi và anh trai nghe mẹ vô tình nhắc tới nói anh trai là trạng nguyên tốt nghiệp trường quân đội sau tận thế kiếp trước cô chưa từng gặp anh trai lần nào thành phố a cô không có người thân khác chỉ có thể chạy loạn khắp nơi bị tang thi vây quanh trong lòng cô sợ hãi đồng thời cũng có giải thoát mệt quá thật sự mệt mỏi quá mỗi ngày ngoại trừ trốn tránh chính là chạy trốn nếu như không phải đáp ứng mẫu thân cùng dưỡng phụ phải hảo hảo sống tìm được ca ca nàng đã sớm tự sát trầm băng giống như con rối gỗ đứng ở chính giữa để tang thi dương nanh múa vuốt càng tới gần lúc nàng cho rằng phải chết long hạo thiên mang theo bốn nam nhân từ góc phòng lao ra cảnh tiếp theo trong tay mỗi người cầm một cây gậy bóng chày đập vào đầu tang thi từng thi thể bị nổ đầu rất nhanh ngã xuống đất nàng bây giờ còn nhớ rõ lúc mới gặp long hạo thiên nói câu đầu tiên tiểu mùi mùi sợ choáng váng không có việc gì, về sau ca ca che chở muội. Anh trai. Anh trai của cô không thấy, không hiểu sao lại có thêm một người. Từ từ. Cô học được cách liều mạng. Liều mạng vì sống sót. Cuối cùng vẫn rơi vào kết cục chết không toàn thây. Trầm băng tự dở nhếch khóe miệng, nàng xem như một mạng cả một mạng, hai bên không thiếu nợ nhau sao. Quên chuyện đó đi. Không nghĩ nữa sau này gặp được rồi nói sau. Trọng sinh loại chuyện này, ngay tại trong tiểu thuyết gặp qua, không nghĩ tới, ông trời cho nàng tới một lần kinh hỉ hành trình. Mẹ thẩm lo lắng nhìn con gái, nghĩ đến lời của chồng, cuối cùng hạ quyết tâm. Ngươi có phải hay không vì công tác sự tình sâu muộn, mẹ không cho ngươi đi nơi khác, là lo lắng, ta cùng cha ngươi, không phải, cùng ngươi một thúc thương lượng, trong nhà còn có gần 400 vạn tiền gửi ngân hàng. Trong đó có 110 vạn, là phụ thân ngươi khi còn sống kiếm được, mặt khác 260 vạn, là ta cùng một thúc ngươi mấy năm nay tích góp được. Em chờ, anh lấy sổ tiết kiệm cho em, làm công cho người khác, không bằng làm chút gì mình thích. Trầm băng nhìn bóng lưng mẹ thẩm biến mất, hốc mắt lại đỏ lên. Kiếp trước không có chuyện này, cô học quản lý, cuối cùng vào một công ty niêm yết. Phụ thân qua đời, mẫu thân mang theo nàng qua 5 năm sau tái hôn. Cha nuôi đối với cô rất tốt, anh trai lớn hơn cô 4 tuổi, lúc ở nhà, chỉ cần anh trai có, cô nhất định sẽ không ít, cô có, anh trai rất nhiều không có. Anh trai và cha nuôi là một người rất dịu dàng. Còn cô ấy, nói đến, là một đứa nhỏ tùy hứng để tâm vào chuyện vụn vặt không nghe lời. Suốt 14 năm, không có đổi giọng, vẫn gọi dưỡng phụ là một thúc. Cái kia thật thà dưỡng phụ, chưa bao giờ đối với nàng nói qua một câu nặng lời, duy nhất nghiêm khắc một lần chính là hắn cùng mẫu thân sắp biến dị trước để cho nàng hảo hảo sống tìm được ca 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 sẽ chiếu cố nàng bây giờ ngẫm lại chính mình khi đó rất buồn cười ngây thơ cho rằng đổi giọng chính là phản bội phụ thân đã qua đời nói đi người cha yêu cô sâu đậm nhìn cô như cha nuôi chỉ sợ chỉ có cảm kích mẹ thẩm đặt sổ tiết kiệm vào trong tay thẩm băng trong lòng không cần có gánh nặng quá lớn Mục Thúc Con nói, thành công đều vui mừng, thất bại chúng ta coi như tích lũy kinh nghiệm. Trầm băng nắm sổ tiết kiệm, trong lòng chua xót căn phòng, có mấy lời, lại không thể không nói. Mẹ, có phải chú Mục có một sợi dây chuyền bằng bạch kim mang theo dây chuyền diều hâu không? Mẹ thẩm sững sờ, nhìn đôi mắt đỏ ửng của con gái, không rõ nguyên do nói. Là có một di vật mẹ mục trạch để lại cho nó. Mẹ, con muốn cái vòng cổ đó trầm băng không được tự nhiên dời ánh mắt đi, trong lòng chột dạ, nàng rất rõ ràng, trong sổ tiết kiệm có một phần, là dành cho ca ca dùng để kết hôn. Phỏng chừng lấy được sợi dây chuyền kia có chút khó khăn, mẫu thân nhất thời chỉ sợ sẽ không đồng ý. Cái kia không phải bình thường dây chuyền, đời trước dưỡng phụ biến dị trước giao cho nàng, để nàng cho ca ca. Long Hạo Thiên nhìn thấy, liếc mắt một cái chọn trúng, hữu ý vô tình đề cập qua vài lần, thẳng đến phía sau hắn lại một lần nữa cứu nàng, không nghĩ nhiều, liền đem dây chuyền đưa cho hắn. Phía sau một lần ngoài ý muốn, Long Hạo Thiên đem máu nhỏ lên dây chuyền, dây chuyền nhận chủ, bên trong có một không gian rất lớn. Chương 3 Chuẩn bị vật tư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không được Mẹ thẩm không chút suy nghĩ cự tuyệt, bà cùng lão mục qua 14 năm, tiền tiết kiệm được đều cho khuê nữ, lại muốn di vật của vợ lão mục, bà nói không nên lời như vậy. Bà thấy con gái trầm mặt, vội vàng nói. Con thích, ngày mai mẹ đi mua cho con giống y như đúc. Trầm băng không ngoài ý muốn mẫu thân nói, bất quá không có ý định buông tha. Nàng trọng sinh trở về tận thế một tháng trước. Tiền đã có. Không gian chứa đồ là không thể thiếu, bất quá không vội giờ khác này. Không cần, con chỉ cảm thấy rất đẹp, mẹ đi tắm đây. Lúc trầm băng đi ra, mẹ thẩm đã sớm không ở trong phòng, bà thở dài một hơi, thay ga giường, nằm ở trên giường căn bản ngủ không được. Trời sẽ sáng. Mẹ thẩm lại đây, cũng đưa sợi dây chuyền kia cho cô. Mẹ, cái này. Mẹ thẩm đè xuống đáy lòng ấy nấy nồng đậm, một thúc con cho con, được rồi, đi xuống ăn cơm, cô gái rất lớn, cả ngày nhốt mình trong phòng, thật kỳ cục. Đợi lát nữa, ăn cơm xong, đi dạo trong thành phố, nghĩ xem nên mở cửa hàng gì và một thúc giúp ngươi cùng nhau chuẩn bị được trầm băng cúi đầu tận thế cũng sắp tới nàng đương nhiên sẽ không mở cửa hàng mẹ chờ một chút con vào phòng ngủ lấy đồ trầm băng khẩn cấp nghiệm chứng vòng cổ không gian là hiện tại liền có hay là tận thế sau mới có mẹ thẩm nhìn khuê nữ hùng hùng hổ hổ lắc đầu bất quá yên tâm không ít nàng có thể nghe nói áp lực lớn ở một không gian lâu dài rất dễ bị trầm cảm có vẻ thế con gái không có khả năng bị trầm cảm trầm băng xuống lầu mẹ thẩm và cha mục đang dọn bữa sáng lên bàn bánh bao thịt thơm ngào ngạt cháo gạo dưa chuột trộn thức ăn đơn giản như vậy làm cho trầm băng dị thường hoài niệm ở trong phòng ba ngày nàng ăn không biết vị phân không rõ mộng cảnh hay là hiện thực mẹ ba buổi sáng tốt lành lạch cạch một tiếng, trong phòng ăn yên tĩnh đặc biệt vang dội. Trượt tay, trượt tay. Mục phụ đang chia bánh bao, nghe thấy tiếng gọi này, tay kẹp bánh bao, quá kích động, từ giữa không trung rơi vào trong đĩa. Mẹ thẩm cũng kích động đến đỏ mắt, tuy rằng con gái tái hôn với bà, cũng không nói gì, từ cách bà gọi chồng, bà vẫn không thật lòng tiếp nhận đối phương. Trong lòng nàng có ấy nấy với khuê nữ, cũng có ấy nấy với trượng phu. Người chồng đã đồng ý trước khi kết hôn, toàn bộ đều làm được, là cô không làm tốt. Bà lau mắt, rung giọng nói. Con gái, vừa rồi con nói gì? Mẹ không nghe rõ. Có thể. Cô nghe nhầm rồi. Một phụ mặc dù không nói tiếp, nhưng đứng thẳng người, sững sờ nhìn trầm băng. Người hiểu hắn, từ bàn tay run rẩy của hắn, không khó nhìn ra hắn khẩn trương cùng thấp thỏm. Trầm băng gọi một thúc 14 năm, bỗng nhiên đổi giọng đừng nói người khác ngay cả chính mình cũng có chút không được tự nhiên nàng nhìn hai vị cha mẹ khiếp sợ nghĩ đến đời trước một thúc trước khi chết đã nói với nàng con gái có thể gọi ta một tiếng cha nữa không kiếp trước sau khi một thúc hoàn toàn biến dị một tiếng kia nàng cũng không gọi ra miệng ba mẹ mau ngồi xuống ăn cơm con đói bụng rồi một phụ lấy lại tinh thần lông mày nở một nếp nhăn nghiêm túc trả lời một tiếng Ai? Mẹ thẩm nghiêng đầu, lau nước mắt nơi khóe mắt, bà cho rằng, cả đời này mình cũng không gặp được, khuê nữ thật lòng tán thành trường phu. Một bữa cơm ăn vô cùng ấm áp. Trầm băng ăn so với bình thường muốn nhiều hơn không ít, nàng một bên hỗ trợ thu thập bát đũa, một bên đối mục phụ nói. Cha, ta nhớ ca, ngươi có thể để cho hắn trở về một chuyến sau. Nàng nghĩ, còn có một tháng tận thế, đem ca gọi trở về, tận thế bạo phát sau, nếu như ca không có biến dị, hai người còn có thể có cái bạn. Anh ở nhà mấy năm đó, đối với cô là thật lòng tốt. Tay một phụ bưng để dừng lại, thở dài một hơi, thằng nhóc kia nghề nghiệp đặc biệt, ngoại trừ nó chủ động, điện thoại chúng tôi không gọi được. Thẩm băng nhíu mày, đưa điện thoại cho anh, em thử xem. Sau khi tái sinh trở về, cô phát hiện bởi vì đời trước tùy hứng, xem nhẹ người thân bên cạnh. Được mục phụ làm sao không đồng ý lập tức vui tươi hớn hở đưa số điện thoại cho con gái thuận miệng nói lần cuối cùng anh con gọi điện thoại vẫn là ngày con ra thành tích đại học tay thẩm băng trầm di động dừng lại thì ra anh vẫn không quên em gái cô cô suy nghĩ một chút rồi nói ba mẹ trong khoảng thời gian này con sẽ khá bận nhưng tối nào cũng về ăn cơm đúng giờ dưới ánh mắt đưa tiễn của hai vị thân nhân trầm băng buộc tóc đuôi ngựa mặc một bộ đồ thể thao màu xanh đậm, đạp xe đạp ra cửa. Cô đi ngân hàng một chuyến, chuyển toàn bộ tiền vào thẻ của mình. Tìm một địa điểm hẻo lánh, thuê một nhà kho, đặt hàng không ít hoa quả khô trên điện thoại di động. Tháng đầu tiên tận thế. Những người sống sót chỉ có thể sống bằng cách tìm kiếm thức ăn. Chờ thích ứng tận thế, không ở e ngại tan thi, biến dị thú, biến dị rau dưa các loại, chính là mọi người sau này đồ ăn. Sau khi động vật biến dị, chia làm hai loại, một loại thi hóa thú, một loại biến dị thú. Thi hóa thú liền cùng người biến thành tan thi như vậy, toàn thân hư thối, không ai nếm qua, phỏng chừng cũng ăn không được. Bất đồng biến dị thú thịt, lần đầu tiên ăn, còn có thể để cho thân thể chức năng đạt được tăng lên, hiệu quả không lớn, bất quá có chút còn hơn không. Thực vật cũng có hai loại, một loại bình thường, một loại biến dị, cùng tận thế trước như vậy, trái cây đều có thể ăn, duy nhất bất động, biến dị thực vật sẽ công kích cũng ăn thịt người. Nếu như nói trước tận thế, nhân loại đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh, sau tận thế chính là đứng ở cuối cùng, nàng tận mắt chứng kiến mấy con thi hóa kiến, trong khoảnh khắc đem một người sống sờ sờ gặm ăn cặn bã đều không còn. Trái cây, cô chuẩn bị một tháng là được, thịt và rau quả hoàn toàn không cần thiết, một tháng trước, mỗi ngày không ngừng chạy trốn, ai có tâm trạng và thời gian nấu cơm. Quần áo các loại đồ dùng sinh hoạt, sau tận thế khắp nơi đều có, trong nhà cất đi, là đủ rồi. Thuốc Người bình thường bị zombie cào bị thương, chỉ có hai loại kết quả, một loại lây nhiễm virus, biến thành zombie, một loại thức tỉnh dị năng, virus miễn dịch. Cầm máu, băng gạt, băng vải, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm, đúng là cần thiết. Những loại thuốc cảm mạo khác, lộn xộn, không cần thiết. Sau tận thế Một tháng, may mắn còn sống sót người, sẽ lục tục thức tỉnh dị năng. Dị năng giả thể chất vô cùng tốt, ngoại trừ thân thể bị thương, sẽ không có bệnh khác. Nàng tận mắt chứng kiến một cái có tiên thiên bệnh tim người, biến thành tốc độ dị năng giả sau, thân thể trở nên đòn bẩy, so với bất luận kẻ nào đều có thể chạy. Trầm băng đứng ở trống rỗng kho hàng, ở trên mạng, tại A thì các đại cây FC cửa hàng, mỗi hạ đơn 500 phần cả nhà thùng, ngày mai phân thời gian khác nhau đoạn đưa đến nơi này. Hạt giống và gia vị khang hiếm sau tận thế, cộng thêm dược phẩm cần thiết, phân biệt đặt hàng ở mấy cửa hàng. Duy nhất giống nhau. Tất cả đều là của các thành phố khác. Cô thậm chí nghĩ tới mua ở nước ngoài, bất quá cũng chỉ ngẫm lại, cái giá cao ngất ngưỡng kia, cô không trả nổi. Đúng rồi. Nước cũng không thể thiếu. Dị năng không có trước khi thức tỉnh, khắp nơi tìm kiếm nước khoáng, dị năng phổ biến thức tỉnh sau, khắp nơi cùng thủy hệ dị năng giả đổi. Quá phiền phức. Chuẩn bị 10.000 chiếc trước. Trầm băng sờ sờ xuống ngực vị trí, vòng cổ nhận chủ sau, liền biến mất, nơi này nhiều hơn một cái ấn ký. Chương 4 Mục trạch điện báo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trầm băng dùng thời gian cho tới trưa, rốt cục kết thúc mua trên mạng, nên mua không ít, còn lại chính là lục tục thu hàng. Tiếp theo, cô đạp xe đạp đi về phía bắc thành phố, thành phố A thuộc thành phố công nghiệp hóa, rất nhiều nhà máy được xây dựng ở vị trí ven thành phố. Thành Đông là ngoại lệ, nơi đó tới gần núi lớn, có một sở trường quân đội, còn có một cái đặc thù bộ đội, người bình thường không cho phép tới gần bên kia. Thành Tây bên này, có hai cái nhà máy lớn, một cái là sản xuất thực phẩm nở rộ, chủ yếu có bánh bích quy, bánh mì, khoai tây chiên các loại một cái khác là các loại gia vị, ví dụ như xì dầu, giấm, muối, bột ngọt. Khoảng cách giữa hai nhà máy không nhiều lắm 500 mét, cô nhất thời gặp khó khăn, không biết nên đi ứng tuyển ở đâu. Chính xác. Cô ấy muốn ứng tuyển vào quản lý kho. Bởi vì cả hai đều là doanh nghiệp lớn, nhân viên không dưới 2.000 người. Sau tận thế, rất nhanh trở thành trại tập trung tang thi. Tất cả mọi người rõ ràng, bên trong có rất nhiều đồ ăn, lại không ai dám đánh chủ ý nơi này trầm băng ý nghĩ rất đơn giản nạn ứng tuyển kho quản, mà thế sắp bắt đầu lúc liền đem nhà xưởng thành phẩm toàn bộ thu vào không gian sau tận thế hai bên đều là nhu yếu phẩm thực phẩm phòng không thể tái tạo ăn một miếng ít hơn một miếng gia vị xào rau không được đầy đủ sống mất đi niềm vui thú rất lớn sau một hồi lựa chọn gian nan trầm băng lựa chọn nhà máy thực phẩm nở rộ ứng tuyển thêm ăn là một mặt thời gian bảo quản gia vị dài sau tận thế chậm rãi thu thập tới kịp lưu lại cũng là lãng phí vô ích còn không bằng cho nàng đỡ thèm thẩm băng ứng tuyển rất nhẹ nhàng tốt nghiệp trường danh giá thành phố a bao nhiêu xí nghiệp tranh nhau đòi một quản lý kho cô vẫn có thể dễ dàng đảm nhiệm quản lý kho lúc trước phải từ chức tất cả giao nhận thành công phải mất một tuần nói như vậy cũng chỉ hai ba ngày nghỉ việc Lúc trước quản lý kho lớn tuổi không nói, quản lý hai nhà máy vào xuất hàng. Một cái là nhà máy của cô, một cái khác chính là nhà máy chế biến gia vị bên cạnh. Hai nhà xưởng là một ông chủ lớn, vì quản lý kho này vẫn đi theo ông chủ lớn dốc sức làm việc, từ hai bàn tay trắng, đến bây giờ gia sản bạc triệu, tự nhiên là cực kỳ trọng dụng. Ánh mắt trầm băng lóe lên, bảy ngày này mỗi buổi chiều lại đây theo học tập, hữu ý vô ý lấy lòng quản kho buổi sáng cô phải đi nhà kho thuê thu hàng vô luận bận rộn cỡ nào buổi tối cũng sẽ về nhà ăn cơm đúng giờ mẹ thẩm nhìn con gái gầy đi một vòng lớn đau lòng gấp vài miếng thịt một phụ một bộ muốn nói lại thôi tâm sự nặng nề trầm băng buông bát đũa buồn cười nhìn hai người ba mẹ con không sao chỉ là muốn mở cửa hàng trước học tập nhiều một chút từ từ sẽ đến đừng gấp trời sập còn có trưởng bối chúng ta gánh vác Mục phụ cuối cùng không nhìn được, đem lời trong lòng nói ra. Hốc mắt trầm băng hơi đỏ, nắm chặt chiếc đũa trong tay, nói. Ba, con sẽ lượng sức mà làm. Đảo mắt đã 10 ngày trôi qua. Còn có 20 ngày, tận thế sẽ đại bạo phát. Cô cũng không có cha mẹ. Trầm băng không phải không nghĩ tới, đem tận thế đến sự tình, nói cho cha mẹ, trước không nói hai người có tin hay không. Cho dù tin thì như thế nào, hai người là nhóm người bị nhiễm đầu tiên, ai cũng không thể thay đổi. Nói cho hai người biết, sẽ chỉ làm những ngày kế tiếp, trở nên dị thường gian nan. Nó lớn rồi. Phải suy nghĩ nhiều cho người nhà. Một phụ thở dài một hơi nói. Anh con gọi lại chưa? Không có. Trầm băng nói đến đây tâm tình có chút xa xúc, nàng mỗi ngày đều có gọi điện thoại. Mẹ thẩm tò mò hỏi tại sao con đột nhiên muốn tìm anh con? Nàng trước kia, cùng khuê nữ nói chuyện nhi tử, khuê nữ đều là vẻ mặt không kiên nhẫn. Đã lâu không gặp, nhớ hắn. Trầm băng thật sự nhớ người đối với nàng rất ôn nhu. Mục phụ gật đầu oán giận nói. Tiểu tử kia làm cho người ta rất nhớ nhung, có lúc một tháng cũng không gọi điện thoại. Ánh mắt trách cứ của mẹ thẩm rơi vào trên người chồng, con cái làm việc đặc biệt, con là người làm cha không rõ sao một phụ vội vàng cười làm lành nói ta chỉ nói thôi đừng nóng giận trầm băng trong mắt tràn đầy ý cười đem cơm ăn xong đối hai người nói ta đi nghỉ ngơi trước sáng mai còn muốn đi ra ngoài không cần em dọn dẹp nghỉ ngơi sớm một chút mẹ thẩm thúc giục một tiếng nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa một phụ ở một bên hỗ trợ trầm băng xoay người bước nhanh trở về phòng lúc ăn cơm nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu nàng không mua vũ khí cô ở tận thế tính toán đâu ra đấy sống hơn nửa năm một tháng trước thể chất chậm rãi biến tốt phía sau thức tỉnh một hệ dị năng ngay từ đầu lực sát thương rất nhỏ thúc đẩy thực vật ngược lại là không thành vấn đề vũ khí trăm triệu lần không thể thiếu nàng khi đó cũng không có tiện tay vũ khí nhặt được cái gì dùng cái gì mua trên mạng quả nhiên là thuận tiện nhất trầm băng một hơi tại bất đồng cửa hàng chọn, trên trăm thanh đường đao, toàn bộ là dài hơn một mét. Tàn thi thối rửa quanh thân, có thể trực tiếp xử lý khi không chạm vào đối phương, thật tốt biết bao. Nàng cũng không biết, hành động này rất nhanh khiến cho người có tâm chú ý. Có thể nói vui buồn lẫn lộn. Sáng sớm hôm sau, thẩm băng sắp đến bên ngoài nhà máy, liền nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Cô lấy điện thoại di động ra, Đối diện với số điện thoại gần đây thường xuyên gọi, ghi nhớ trong lòng. Ca. Người đối diện nghe được xưng hô này, cho là mình gọi nhầm, một lần nữa nhìn dãy số một lần, không xác định hỏi một tiếng. Trầm Băng. Mục Trạch không phải chưa từng gọi Thẩm Băng là em gái, mỗi lần Thẩm Băng nghe xong đặc biệt mất hứng, bảo hắn gọi thẳng tên, nói mẹ nàng chỉ sinh một đứa con gái. Anh, là em. Mục Trạch nghe được thanh âm quen thuộc, xưng hô xa lạ rốt cục xác định không gọi nhầm anh gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại có chuyện gì quan trọng sao hắn đang chấp hành nhiệm vụ bình thường không cho phép nhận điện thoại đêm qua lãnh đạo cấp trên tự mình tới đây tìm hắn nói chuyện nội dung chính là về em gái nhiều năm không gặp em muốn gặp anh thẩm băng đi thẳng vào vấn đề nếu có thể cô muốn mục trạch về nhà tốt nhất có thể ở nhà mục trạch khó xử em tạm thời không tiện về nhà thẩm em gái anh có chuyện muốn hỏi em hắn nghĩ trầm băng cũng gọi mình ca hắn gọi trầm băng mùi mùi hợp tình hợp lý bất quá trong thanh âm có một tia thăm dò anh anh nói đi trầm băng nhìn mây trắng bay qua đỉnh đầu trong lòng rất là chờ mong hai người có thể gặp lại ngươi đặt mua nhiều như vậy đường đao dược phẩm hạt giống muốn làm cái gì một trạch tình huống đặc thù có người âm thầm bảo vệ người nhà của hắn cũng coi như biến hướng theo dõi ánh mắt trầm băng lóe lên ý nghĩ không xác định trong lòng rốt cục đã được xác định ca ta có tác dụng sẽ không thương tổn quốc gia lợi ích nếu như thật sự phiền toái ta liền toàn bộ thối lui ngươi xem có thể không mục trạch chần chờ vài giây nói rất muốn mấy con đường đau kia sao ba mẹ cho em tiền mở cửa hàng em muốn đặt chúng trong cửa hàng Vậy cứ theo tâm ý của ngươi, còn lại giao cho ta. Mùi mùi lần đầu tiên mở miệng, hắn làm ca ca, không thể rớt dây xích. Tất cả mọi người trong nhà, nhất cử nhất động đều ở phía trên nắm trong tay. Tính cách mùi mùi, cũng không làm ra chuyện trái pháp luật loạn kỹ cương. Lời bài hát Ha ha, ô hát, anô thơ optional Chương 5 Sắp tận thế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sinh nhật em sắp đến rồi anh có quà tặng cho em mục trạch hàng năm đều chuẩn bị quà cho thẩm băng nhưng đối phương chưa từng tịch thu cảm ơn anh trầm băng mơ hồ nghe được bên kia truyền đến một giọng năm uy nghiêm thời gian sắp tới mục trạch ứng một câu nói với trầm băng đừng lo lắng tuy rằng ta không thể trở về trong nhà gặp khó khăn sẽ có người ra mặt ca có việc cúp trước sau này có cơ hội nói chuyện nếu như có thể hắn muốn cùng muội muội nói thêm hai câu, vài năm không gặp, tiểu nha đầu lớn lên hiểu chuyện. Thẩm băng đang muốn hỏi mục trạch có phải đang ở thành phố A hay không, bên kia liền truyền đến tiếng bận rộn, cô gọi lại, hiển thị là số không. Cô bỏ điện thoại vào túi, hít sâu một hơi, hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức nhậm chức, bởi vì biểu hiện ân cần gần đây của cô, được quản lý kho chấp nhận. Quản lý kho của hai nhà máy tạm thời, do một mình cô đảm nhiệm, cho đến khi bên kia tuyển được quản lý kho mới. Ngoại trừ đường đao, lúc trước đặt hàng, toàn bộ nằm ở trong không gian, sợ cho ca ca thêm phiền toái, nàng tạm thời an tĩnh 10 ngày. Mỗi ngày đúng giờ đi làm, sau khi công việc thuận lợi, chỉ cần làm xong việc là có thể tan tầm. Cuối cùng, đường đao nàng đặt mua lục tục đến, cố ý tan tầm sớm, đi khố phòng chờ. Thẩm băng mở nhà kho ra, bảo nhân viên chuyển phát nhanh toàn bộ bỏ vào nhà kho đúng rồi, 108 thanh, đang lúc cô muốn đóng cửa kho, chờ nhân viên chuyển phát nhanh rời đi rồi thu vào không gian. Người chuyển phát nhanh lái xe rời đi, lại lái xe trở về. Nhân viên chuyển phát nhanh nở nụ cười ấy nấy, thiếu chút nữa quên, còn có một hộp quà, cũng là của anh. Hộp quà. Trầm băng nghĩ đến mục trạch nói muốn tặng quà cho mình, chẳng lẽ trực tiếp đưa đến kho hàng. Cô nhận lấy mở ra, bên trong có một tấm thiệp, viết chúc em gái sinh nhật vui vẻ. Là một thanh đường đao tạo hình độc đáo, nhẹ hơn những thanh đường đao khác không ít, cũng sắc bén hơn không ít. Trầm băng liếc mắt một cái liền nhìn trúng, cầm lên thử một chút, phi thường vừa tay, phá lệ thích, trong lòng cảm thán có ca ca đau chính là không giống nhau. Kiếp trước cái tên ngu xuẩn kia, rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì? Lần này, ngoại trừ đường đao, cô đặt mua lúc trước, lại đặt mua lại một phần, bao gồm cây FC, thứ này, ăn một phần thiếu một phần. Bên kia, Mục Trạch rất nhanh nhận được tin tức, nhưng không có ý ngăn cản, chỉ cần em gái vui vẻ, tùy tiện cô mua. Còn có 10 ngày tận thế. Tâm tình thẩm băng càng ngày càng phiền não, Mục Phụ thấy trạng thái khuê nữ không đúng lắm, thừa dịp mẹ thẩm đi vào phòng bếp, cùng bà hàng huyên vài câu. Là gặp phải phiền toái sao? Ba. Trầm băng không biết nên nói như thế nào, một mình đè ở đáy lòng, mắt thấy thời gian ở chung với cha mẹ càng ngày càng ít, khổ sở không nở, thiếu chút nữa đem nàng bao phủ. Mục phụ cười nói. Nhân sinh hay thay đổi, tóm lại gặp được người mình thích, chúng ta không vội, từ từ sẽ đến. Trầm băng nhìn mục phụ, nghĩ đến mục trạch đã mấy năm không gặp. Cha, cha có ảnh của anh trai không? Nàng nghĩ, sau tận thế, có thể tìm một người hỏi một chút. Kiếp trước, nàng cho rằng là trùng hợp hiện tại xem ra là có người sớm an bài tốt không có gặp được long hạo thiên trước nàng mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết đều là tại một cái hảo tâm nữ nhân trợ giúp hạ tận thế nhân tính thứ này ngàn vạn lần không nên dụng tâm đi phỏng đoán mệt mỏi sẽ chỉ là chính ngươi một nữ nhân không liên quan chút nào lần lượt ra tay cứu nàng bản thân liền cực kỳ không bình thường nếu như nữ nhân là ca ca bên kia an bài tới bảo vệ mình vậy ca ca thì sao vì sao chưa bao giờ lộ mặt hoặc là nói hắn đã tới bất quá chính mình không biết mà thôi một phụ tử như bảo bối cầm lấy điện thoại di động đặt trên bàn nhỏ giọng nói năm ngoái ca con vội vàng trở về lần đó ta chụp ảnh hắn bình thường không cho chụp ảnh nói không thích thiết tiểu tử kia còn tưởng rằng có thể lừa gạt ta nguyên nhân nghề nghiệp mà thôi ta nói với ngươi hắn khi còn bé đặc biệt tự mãn đi ra ngoài chơi đều sẽ bảo ta chụp thêm cho hắn mấy tấm trầm băng bảo một phụ đem ảnh chụp truyền cho mình nói sợ vài năm không gặp không nhận ra lần anh trở về cô đang đi học không thấy ai tôi về phòng trước thẩm băng mới nhớ tới một chuyện quan trọng nàng hiện tại dùng chính là bình thường điện thoại di động sau tận thế một khi cắt điện liền tắt máy cô ấy sẽ mua vài chiếc điện thoại sạc bằng năng lượng mặt trời một chiếc bị hỏng và một chiếc khác ở trên mạng chọn mười mấy cái điện thoại di động năng lượng mặt trời giá cả cao lại mua hơn hai mươi cái lều trại đơn giản hai người túi ngủ dùng để cắm trại cuối cùng khi nhìn thấy số dư điện thoại di động cô lắc đầu chỉ còn lại năm mươi vạn tiền này một chút cũng không chống tiêu không mua bao nhiêu sẽ không còn nên mua không nên mua đều mua đầy đủ hết rồi bên kia Mục trạch cầm hóa đơn mua sắm của thẩm băng trên mạng, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, em gái dường như đang lên kế hoạch gì đó. Một người lại thay đổi, thói quen khắc sâu vào xương cốt sẽ không thay đổi mới đúng. Mùi mùi từ nhỏ tiết kiệm, không tiêu tiền bậy bạ, đặc biệt là vật phẩm nàng mua, tự hồ tất cả đều là vật dụng giả ngoại cầu sinh có thể dùng đến. Cầu sinh giả ngoại Mục trạch bị ý nghĩ này của mình chọc cười em gái cũng chính là muốn mở một cửa hàng bách hóa anh đã xem qua cửa hàng em gái đặt hàng giá cả vật phẩm cao hơn giá cả rẻ hơn cơ bản đều là trực tiếp gửi hàng từ nhà máy trầm băng không biết hành vi tiết kiệm tiền theo bản năng của cô khiến tất cả những gì cô làm có một lời giải thích gượng ép thời gian luôn trôi nhanh tận thế trước một ngày buổi sáng trầm băng trời chưa sáng lên làm một bàn lớn đồ ăn mẹ thẩm và cha một mấy lần muốn giúp đỡ đều bị cự tuyệt, hai người ngồi trên sofa phòng khách, vẻ mặt mờ mịt. Lão Mục, người có cảm thấy, khuê nữ từ sau khi phát sốt tỉnh lại, giống như thay đổi thành một người khác. Mục Phụ nghiêm túc suy nghĩ một chút, lớn lên, trưởng thành, hiểu chuyện. Mẹ thẩm lo lắng nói. Con bé chưa bao giờ nấu cơm, rất ghét vào bếp. Mục Phụ rất ít khi ở nhà, mỗi ngày đi sớm về trễ, thật đúng là không biết chuyện con gái không biết nấu cơm đầy một bàn thức ăn thẩm băng bưng cơm cho cha mẹ nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hai người nếm thử hương vị thế nào mục phụ và thẩm mẫu liếc nhau càng ăn trong lòng càng khiếp sợ mùi vị này là người không biết nấu cơm có thể làm ra sao trầm băng hai đời lần đầu tiên nấu cơm mỗi món ăn đều là đối chiếu trên điện thoại di động làm ra nàng hẳn là tương đối có thiên phú loại này làm ra còn có thể vào miệng mẹ thẩm ăn xong trước khi thẩm băng đặt đổ xuống, cuối cùng không nhìn được hỏi ra nghi hoặc trong khoảng thời gian này. Khuê nữ, chúng ta là người một nhà, gặp khó khăn, chuyện không thể giải quyết, nói ra mọi người cùng nhau thương lượng. Một phụ hòa theo. Mẹ con nói rất đúng, ba còn có chút quan hệ. Hốc mắt trầm băng nháy mắt đỏ lên, nước mắt lộc bột rơi xuống. Mẹ thẩm sợ hãi, đi tới ông con gái vào lòng, lo lắng nói. Có phải buôn bán bị lừa hay không, không có tiền chúng ta lại kiếm, người không có việc gì là được. Một phụ miệng ngốc, đứng ở một bên lo lắng suông bất an đi tới đi lui. Chương 6 Thẳng thắng hết thảy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trầm băng nhìn xuống xúc động tiếp tục khóc, trong lòng rõ ràng, thời gian nàng có thể mềm yếu càng ngày càng ít. Người không để ý, mềm yếu sẽ chỉ làm cho người ta trào phúng chán ghét. Cô quyết định, đem chân tướng sự tình nói ra sắp tận thế rồi cô muốn cùng một phụ an tỉnh đợi một ngày ba mẹ con muốn nói với ba mẹ một chuyện quan trọng mẹ thẩm và cha mục bị thái độ nghiêm túc của con gái lây nhiễm không dám thở mạnh trầm băng đem tận thế sau tình huống đại khái nói một lần đối với cái chết của nàng đơn giản mang qua sợ hai người không tin vung tay lên bày đầy bát đũa cái bàn không còn hai người trừng to mắt tim đập nhanh hơn không thể tin được mình nhìn thấy thế. Người ăn thịt người sao? Thế giới kiểu gì vậy? Mẹ thẩm rất nhanh phản ứng lại, lo lắng nói. Con chết như thế nào? Một phụ khẩn cấp hỏi một câu, anh con đâu? Tên tiểu tử thối kia không bảo vệ con sao? Anh nghĩ nghĩ lại hỏi, anh và mẹ em đâu? Sao có thể bỏ em lại một mình? Trầm băng nghe từng câu quan tâm này, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ba mẹ không nghi ngờ lời nói của cô thật giả, trước tiên chính là quan tâm cô. Mẹ thẩm đau lòng ông con gái, đừng khóc, nếu đã biết trước, chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng. Con gái có thể làm cho vật phẩm hư không biến mất, còn có cái gì là không thể phát sinh. Trầm băng hít sâu một hơi, cố ý xem nhẹ nguyên nhân cái chết của mình, các ngươi tận thế ngày đầu tiên, liền phát sốt biến thành tan thi, ca ca hắn mặc dù không có xuất hiện, âm thầm có phái người bảo vệ ta sau đó khi nàng chết, người của ca ca, không có xuất hiện, nhất định là ca ca đã xảy ra chuyện. Thân thể mẹ thẩm lão đảo, tựa vào người chồng, càng thêm đau lòng cho con gái. Ba mẹ vô năng, để con một mình sống, nhất định rất sợ hãi, rất cô đơn. Trong phòng, nhất thời vô cùng yên tĩnh. một phụ cắn răng một cái, nói, chúng ta liên lạc với anh con trước, gọi anh ấy về, chờ chúng ta đi, để anh ấy đi cùng con anh cầm di động bắt đầu không ngừng gọi số kia không ngoại lệ nghe thấy tiếng máy móc cô gọi số không kỳ vọng trong lòng trầm băng cũng thất bại bất quá đời này nàng sẽ tìm được ca ca mẹ thẩm run giọng nói con nói tận thế ngày mai bắt đầu sao đúng vậy thanh âm trầm băng nghẹn ngào mang theo nồng đậm không nở mẹ thẩm và cha mục liếc nhau trăm miệng một lời nói trước tiên trói hai chúng ta lại vạn nhất sớm biến dị thương tổn đến khuê nữ hai người bọn họ chính là chết cũng không thể nhắm mắt lúc này điện thoại di động của một phụ vang lên là đơn vị gọi tới một phụ nghĩ đến tận thế sắp tới xin nghỉ lần đầu tiên trong đời mẹ thẩm cũng gọi điện thoại cho đơn vị trực tiếp mời một tháng hôm qua trầm băng đã làm hơn phân nửa lượng công việc hôm nay hôm nay lúc xin nghỉ với ông chủ rất dễ dàng phê duyệt dựa theo kiếp trước phát triển đêm nay sẽ có người lục tục phát sốt, một số ít người sẽ trực tiếp zombie hóa, sáng sớm ngày mai chính là đại bộc phát. Hai nhà máy cô làm việc, bởi vì nhân viên dày đặc, là nơi đầu tiên rơi vào tay giặc. Đêm nay nhất định phải đi một chuyến nhà máy, tận khả năng đem hai cái nhà máy thành phẩm thức ăn, thu vào không gian. Những thứ này không chỉ là nàng tận thế bảo đảm, cũng là cùng người khác đàm phán lợi thế. Nàng đại lượng thu thập vật tư, ca ca bên kia người, đã biết, tận thế sau nhất định sẽ tới tìm nàng ba người một ngày không làm gì cả ngồi ở phòng khách nói chuyện phím thời gian trước kia cảm thấy chậm chạp hôm nay trôi qua thật nhanh mắt thấy trời sắp tối mẹ thẩm thủy chung nắm tay khuê nữ nghĩ đến sẽ lưu lại một mình khuê nữ mỗi phút mỗi giây đều trải qua trong giày vò hôm qua lúc trầm băng trở về mua không ít đồ ăn em đi làm cơm tối đừng đi nữa ăn phần nóng còn lại buổi sáng là được Mẹ thẩm nói xong, mạnh mẽ từ trên sofa ngồi dậy, hai ngày trước mẹ mua không ít hàng đông lạnh, chờ, mẹ làm xong toàn bộ, con cất đi, lúc muốn ăn thì lấy ra. Khuê nữ nói, không gian của nàng rất lớn, đồ ăn đặt ở bên trong sẽ không hỏng. Bà vỗ đuôi mình, nói với con gái. Sao con không nói sớm một chút, có phải mẹ làm nhiều cho con một chút không, sau này muốn ăn thì lấy ra. Trầm băng nhìn mẫu thân hùng hùng hổ hổ xông vào phòng bếp, lúc chuẩn bị kéo người về, bị một phụ gọi lại. Để cô ấy đi, không làm gì cho con. Trong lòng cô ấy khó chịu, vừa lúc, bà nói với con vài câu. Bên tai một phụ vang lên âm thanh tích tích của đồng hồ, con đi lấy đồ. Trầm băng nhìn phòng khách trống rỗng, nghĩ đến sau này, sẽ chỉ có một người, cúi đầu xuống. Một phụ vừa ra khỏi phòng ngủ, liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn phản phất bị toàn thế giới vứt bỏ kia, quanh thân tản ra hơi thở bi thương nồng đậm trong lòng đau đớn hắn dùng sức thở ra một hơi ngữ khí ra vẻ thoải mái nói đây là ảnh gia đình anh trai em chụp đầy tháng trầm băng tiếp nhận phía trên là một đôi nam nữ xa lạ trong lòng nữ nhân ông một con búp bê béo con búp bê béo mơ hồ có thể nhìn ra vài phần bộ dáng của ca ca cô khó hiểu nói ba ba phẫu thuật thẩm mỹ chưa người đàn ông trong ảnh mày rậm mắt to sống mũi cao thẳng ngược lại có bảy tám phần giống anh trai cũng không phải mục phụ mục phụ bị chọc cười cha con rất anh tuấn còn cần phẫu thuật thẩm mỹ trầm băng khó hiểu nói vậy có phải anh lấy nhầm ảnh cho tôi không mục phụ không định trêu chọc con gái nữa nhẹ giọng nói lúc ta cưới mẫu thân mục trạch mục trạch đã một tuổi cha của mục trạch là chiến hữu của tôi một lần ra nhiệm vụ hy sinh tôi đáp ứng sẽ chiếu cố người nhà của anh ấy sau chuyện đó tôi rút lui kết hôn trên danh nghĩa với mẹ của mục trạch vì muốn cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh để nó lớn lên khỏe mạnh kỳ thật riêng tư đều là ai qua ai nấy sau đó mẹ mục trạch qua đời tôi quen mẹ cậu mẹ cậu không chê tôi kết hôn lần hai mang theo một đứa con trai hai chúng tôi liền kết hôn mục trạch không biết thân thế của mình sau này cậu gặp cậu ấy đưa tấm ảnh này cho cậu ấy cha cậu ấy là một anh hùng không nên không ai nhớ rõ mẹ thẩm bưng thức ăn đi ra hai người ngừng nói chuyện đi qua hỗ trợ một bữa tối ấm áp và khó quên trầm băng ở nhà máy làm nhiều ngày như vậy chính là vì đêm nay nàng ăn cơm xong không nỡ cùng ba mẹ nói muốn rời đi trong chốc lát mẹ thẩm lo lắng nói ngày mai là tận thế một mình con ra ngoài rất nguy hiểm để ba con đi cùng sau đó cô nhớ tới lời con gái, mình và chồng là nhóm người đầu tiên bị nhiễm bệnh. Không thể để ba con đi theo, con tự cẩn thận một chút. Vạn nhất trượng phu đột nhiên biến dị, đó không phải là hại nữ nhi. Trầm băng nhẹ giọng nói. Hai người các ngươi không nên ra khỏi nhà, người có thể biến thành tan thi, nói không chừng một ngày nào đó cũng có thể biến trở lại. Nàng đều có thể sống lại, còn có cái gì không được. Trước khi trời sáng, ta sẽ trở lại, các ngươi đừng để cho ta lo lắng mẹ thẩm vốn muốn nói rời đi cũng đừng trở lại lại sợ khuê nữ thương tâm một phụ lần đầu tiên giữ chặt tay thẩm băng đi đường cẩn thận mặc dù ba mẹ không thể ở bên con trái tim yêu con vĩnh viễn sẽ không thay đổi trầm băng dùng sức gật đầu đóng kỹ cửa sổ bất luận ai gõ cửa cũng đừng mở trong nhà có thuốc hạ sốt nhớ uống cô rời khỏi nhà dưới ánh mắt đưa tiễn của hai người cô không biết sau khi thân ảnh cô hoàn toàn biến mất, mẹ thẩm tựa vào vai một phụ khóc thật lâu. Muốn cùng kiếp trước sinh ly tử biệt như vậy, hay là? Chương 7 Tận thế bắt đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Màn đêm buông xuống, thiên địa lâm vào một mảnh trong bóng tối, mây đen đen kịp thoáng như muốn đè xuống, trầm trọng làm cho người ta không thể thở dốc. Trầm băng ngẩng đầu liếc mắt, tăng nhanh động tác dưới chân, đạp xe đạp chạy về phía nhà xưởng. Nửa đường. Cô nhìn thấy một người đàn ông say rượu, lão đảo đi tới, bỗng nhiên té xỉu trên mặt đất. Nơi này hẻo lánh, ban đêm cũng không có mấy người đi lại. Càng không có ai sẽ chú ý, trên mặt đất nhiều ra một cái hôn mê bất tỉnh người. Trầm băng chạy tới xưởng thực phẩm nở rộ, nhiều lần gõ cửa lớn, cũng không nghe được thanh âm của chú bảo vệ. Cô hít sâu một hơi, thử đẩy xuống, cửa chính lại khép hờ, chú bảo vệ đang nằm trên mặt đất bên cạnh. Mở đèn pin chiếu xuống. Bảo vệ đại thúc đỏ bừng mặt, chiếu vào trong mắt, nàng sẽ không ngốc cho rằng đối phương là bình thường phát sốt. Cô đưa tay sờ soạn, chỗ cánh tay chú bảo vệ lộ ra, nhiệt độ cực cao. Trầm băng không chần chờ, xoay người đóng cửa lại, vòng qua đại thúc bảo vệ, tiếp tục đi vào bên trong. Nhà máy lớn, có không ít người từ nơi khác tới làm công, phía sau có năm tòa ký túc xá nhân viên bên trong im ắng. lúc đi ngang qua phòng theo dõi, cô nhìn vào bên trong, một bảo vệ mặt úp sắp trên bàn. Thẩm băng mở cửa phòng giám sát, quyết định đóng cửa nhà máy. Ngày mai mặc dù là tận thế, cũng không phải tất cả mọi người biến thành tan thi, vạn nhất có người điều tra tới, phát hiện là nàng thu vào không gian, mặt sau sẽ phiền toái không ngừng, hai cái nhà xưởng vật tư cộng lại, số lượng không ai sẽ không động tâm. Bảo vệ cũng phát sốt, đối với người đột nhiên xuất hiện trong phòng theo dõi, hoàn toàn không phát giác. Trầm băng không chỉ tắt camera giám sát, còn xóa toàn bộ ghi chép sau khi cô đến. Rất tiện đường. Nằm cái tràn đầy thành phẩm khố phòng, để cho nàng toàn bộ thu vào không gian. Nàng lại đi một chuyến kho hàng, bên trong có một đại cỡ lớn năng lượng mặt trời phát điện, là hai ngày trước vừa tới, không chút do dự thu nhập không gian. Thứ này, ngày tới, cô thiếu chút nữa nhìn không được trực tiếp cất nó đi nhà máy bên cạnh đi vào tương đối phiền phức cửa lớn đóng chặt gõ cửa cũng không có đáp lại nghĩ đến vị gác cửa kia cũng té xỉu tường vây hơi cao không tệ hai mét cô mất không ít sức mới nhảy vào chú bảo vệ ngã ở cửa phòng bảo vệ cô không dừng lại bước nhanh về phía phòng theo dõi giám sát bên ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có hai cái bảo an một người trong đó chính diện nằm trên mặt đất một người khác ngồi sổng người kia trước người, bởi vì đưa lưng về phía cửa, thấy không rõ đang làm cái gì. Cô luôn cảm thấy, người nọ không giống như đang cứu người, ngược lại giống như đang ăn cơm. Trầm băng sắc mặt khẽ biến, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng theo dõi ra. Bảo an ngồi sổng trên mặt đất, cứng nhắc xoay người, con ngươi đỏ tươi, trên mặt dính đầy máu thịt. Trầm băng liếc mắt nhìn nam nhân bụng bị vét sạch trên mặt đất. Hống! tang thi bảo an từ trên mặt đất đứng lên nhào về phía trầm băng trầm băng không chút bất ngờ bảo an zombie bỏ lại ăn một nửa người người sống xa so với người chết đối với hắn hấp dẫn lớn bảo an zombie dính đầy máu đen tay xuất hiện ở trầm băng trước mặt sắp bắt được nàng lúc một đạo hàng quang xẹt qua trên mặt đất có thêm một cổ thi thể không đầu trầm băng hài lòng gật đầu đường đau mục trạch tặng cô sắc bén hơn nhiều so với những thứ mua trên mạng nếu như là đường đao mua trên mạng, không có 3 năm cái, cổ căn bản chém không ngừng. Cũng như lúc trước. Tắt camera giám sát, xóa hình ảnh lúc cô đến. Trầm băng đem mấy thứ trong kho hàng thành phẩm, toàn bộ thu vào không gian. Kiếp trước. Lúc này, nàng còn ở trên giường ngủ, trời sắp sáng, bị sắp biến dị cha mẹ, bang bang tiếng gõ cửa đánh thức. Mở cửa phòng ngủ ra. Cha mẹ sắp biến dị, không ngừng lui về phía sau nói cho cô biết, rất nhiều nơi xuất hiện chuyện người ăn thịt người. Ý thức của hai người càng ngày càng mơ hồ, nói năng lộn xộn, nói cho cùng, chính là lo lắng cho một mình cô, cuối cùng cha đưa sợi dây chuyền kia cho anh, dặn dò vài câu. Trầm băng phát hiện thanh âm hai người càng ngày càng thấp, cuối cùng không thể nghe thấy, hai tròng mắt chỉ còn lại có một mảnh màu đỏ tươi. Mẹ, một thúc. Nàng kêu gọi, để hai người biểu tình trở nên dữ tợn, dương nanh múa vuốt bay tới, theo bản năng đưa tay đóng cửa lại. Sau một hồi tiếng va chạm kịch liệt, bên ngoài mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu cứu, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, trong đó xen lẫn tiếng gầm nhẹ như giả thú, thế giới tốt đẹp, biến thành địa ngục nhân gian. Trầm băng mở máy tính ra, trên trang web tất cả đều là người ăn thịt người video, cùng từng cái từng cái xin giúp đỡ tin tức. Quân đội đã xuất động vào ngày hôm sau khi sự việc bùng nổ, nhưng lại bùng nổ mang tính toàn quốc, căn bản không khống chế được. Muốn đến Ngày đầu tiên Bên trong biến dị, cũng làm cho bọn họ lúng cuốn tay chân, thật vất vả rút ra nhân thủ, bất quá là nhiều muối bỏ biển. Bởi vì thành phố A thuộc thành phố công nghiệp hóa, vô luận là cư dân bản địa, hay là dân số lưu động, số lượng đều phi thường khổng lồ. Không lâu đâu. Phố lớn ngõ nhỏ trải rộng tan thi khoảng cách bình minh còn có không đến một giờ trầm băng một khắc không dám trì hoãn cưỡi xe đạp nhanh chóng hướng nhà chạy cô ấy muốn gặp bố mẹ lần cuối sống lại loại chuyện này ai dám hy vọng xa vời lần thứ hai dọc theo đường đi đụng phải không ít người cầu cứu nàng trực tiếp không nhìn đừng nói cô ta máu lạnh sự nhiệt tình và lòng tốt của cô kiếp trước đã bị tiêu hao hầu như không còn sống lại một đời liền muốn vì mình mà sống vì tìm được ca ca mà sống. Đứng ngoài cửa nhà. Trầm băng chậm chạp không dám mở cửa, nàng sợ hãi, thậm chí không dám suy nghĩ, bên trong cửa là như thế nào. Răng rắc một tiếng. Cửa đóng chặt, cư nhiên từ bên trong mở ra. Khuôn mặt từ ái của một phụ xuất hiện, đứa nhỏ này, sao lại đứng ở cửa không vào. Ánh mắt trầm băng hoảng hốt, rơi vào trên người mục phụ, ba, mẹ đâu. Kiếp trước, cô căn bản không biết hai người cụ thể lúc nào phát sốt. Khuê nữ, đã trở lại, ta lập tức làm xong, có thịt kho tàu ngươi thích ăn. Mẹ thẩm từ phòng bếp thò đầu ra, hô một câu, lại tiến vào phòng bếp bận rộn. Thẩm băng máy móc đóng cửa lại, theo một phụ ngồi trên sofa, tất cả giống như trước khi cô rời đi. Các ngươi. Một phụ đưa tay chạm vào mu bàn tay trầm băng, nhiệt độ cao hơn bình thường một chút trầm băng trong mắt chua xót trong nháy mắt tản ra nàng nhanh chóng cúi đầu là muốn phát sốt sao kỳ tích thật sự sẽ không xuất hiện sao trên đường trở về cô không ngừng tự an ủi mình có lẽ cả đời này cha mẹ sẽ không biến dị một phụ thấy nước mắt không ngừng rơi trên bàn trà buồn cười vỗ vai con gái ngươi sau khi đi ta cùng mẹ ngươi liền phát sốt ngay từ đầu nhiệt độ rất cao chúng ta trước tiên uống hạ sốt thuốc nhiệt độ chậm rãi hạ xuống không biết tình huống này là tốt hay xấu ít nhất người một nhà chúng ta còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm chờ chút ngươi xem tình huống không đúng liền tranh thủ thời gian rời đi người một nhà ăn cơm ăn cơm một nửa thời điểm bên ngoài cùng kiếp trước như vậy vang lên tiếng kêu thảm thiết tiếng mắng chửi tiếng cầu xin trong đó xen lẫn giả thú gào thét mẹ thẩm và cha mục liếc nhau bảo trầm băng ngồi yên hai người đứng ở cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài Nhà cô ở một cửa, vì lý tập thể dục buổi sáng dưới lầu mỗi ngày, đang cầm cổ lão vương đối diện cắn xé. Thân thể lão vương co quắp vài cái, liền hoàn toàn bất động, đôi mắt trừng rất lớn, nhìn vô cùng khiếp người. Chương 8. Vui mừng ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mẹ thẩm trợn mắt khá hốc mồm, hoảng sợ thét chói tai đến bên miệng, nhớ tới lời con gái, tang thi đặc biệt mẫn cảm với âm thanh đưa tay run rẩy che miệng mình tình huống của cha mục tốt hơn mẹ thẩm một chút chỉ cảm thấy thức ăn ăn vào không ngừng sôi trào trong dạ dày cuối cùng nhịn không được chạy vào phòng vệ sinh nôn ra mẹ thẩm sợ tới mức quên mất phản ứng mục phụ vừa ra bà cũng xông vào theo trầm băng lo lắng nhìn hai người chờ mong trong lòng lại bốc cháy dựa theo ba mẹ tình huống đến xem hai người không giống muốn biến dị dáng vẻ chẳng lẽ kiếp trước tại nàng không có tỉnh lại trước đã xảy ra chuyện gì? Dẫn đến hai người biến dị. Mẹ thẩm và cha mục dìu nhau từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy con gái ngồi trên bàn ăn, vẻ mặt lạnh nhạt, đau lòng. Khuê nữ chính là ở loại người này ăn thịt người thế giới, gian nàng sinh hoạt hơn nửa năm. Mẹ thẩm và cha mục không ngồi lại bàn ăn, ngồi xuống sofa cách thẩm băng xa nhất. Chúng ta cũng sẽ biến thành loại quái vật ăn thịt người này sao? Trầm băng đồng tử khẽ run, bắt đầu nghiêm túc đánh giá hai người, ngoài trừ sắc mặt tái nhợt ra, cũng không có dấu hiệu muốn biến dị. Kiếp trước, ta ở trong phòng ngủ, lúc thức dậy, hai người các ngươi sắp biến dị, cũng không rõ ràng lắm trong lúc đó phát sinh chuyện gì. Tình huống trước mắt của các ngươi, không giống như là muốn biến dị. Mẹ thẩm và cha một cao hứng nhìn nhau, nếu thật sự có thể sống sót, có thể ở bên con gái. Trầm băng đem thức ăn chưa ăn xong trên bàn thu vào không gian, đem bát đổ nhặt đến phòng bếp rửa sạch sẽ. Nếu như cha mẹ còn sống, kế hoạch tương lai của cô phải thay đổi. Đầu tiên phải đảm bảo an toàn cho hai người, sau đó tìm cơ hội chạm mặt với người phụ nữ đã cứu cô nhiều lần ở kiếp trước. Lúc đi ra, vẻ mặt hai người còn dại ra, bộ dáng chưa lấy lại tinh thần. Nàng không có quá khứ quấy rầy, mà là cẩn thận hồi tưởng kiếp trước đã xảy ra hết thảy. Nếu như cứu nữ nhân của nàng là ca ca bên kia an bài bảo hộ nàng đối phương mỗi lần như thế nào chuẩn xác tìm được nàng phía sau không xuất hiện nữa là ca ca bên kia đã xảy ra chuyện hay là nguyên nhân khác đợi đã cô nhớ ra rồi di động là điện thoại di động bên trong cô lưu không ít ảnh chụp người nhà cho dù không có internet không dùng được cô cũng không nỡ ném mỗi lần gặp phải máy phát điện mặt trời luôn luôn sạc đầy điện đầu tiên cẩn thận nhớ lại mỗi lần người phụ nữ kia xuất hiện đều là lúc điện thoại di động của cô có điện nữ nhân kia một lần cuối cùng xuất hiện chính là tại Long Chiến căn cứ rơi vào tay giặc nàng lâm vào zombie bao vây thời điểm lần nào cũng vậy nữ nhân cứu nàng lên sẽ ném ở nơi an toàn rời đi về phần vết thương trên người sẽ mặc cho số phận lần đó nàng bị thương tương đối nghiêm trọng nữ nhân trước khi rời đi cho nàng trong miệng đút một quả tinh hạt cô tỉnh lại phát hiện điện thoại di động không còn đoán chừng là rơi vào đám tang thi người phụ nữ phía sau không xuất hiện nữa chẳng lẽ điện thoại di động của cô được lắp đặt định vị chỉ cần khởi động máy cho dù không có tín hiệu cũng có thể bị tìm thấy thêm một chút nữa trước kia nàng chỉ là dị năng giả mộc hệ bình thường dị năng có thể thúc đẩy hạt giống nảy mầm sinh trưởng sau khi viên tinh hạch kia dùng nàng không chỉ có thể khống chế thực vật cấp bậc thấp hơn bản thân. Thực vật biến dị đẳng cấp cao hơn nàng cũng sẽ không chủ động công kích nàng. Viên tinh hạch kia, không phải tinh hạch bình thường, hẳn là đã trải qua cải tạo, cực kỳ trân quý. Ca rốt cuộc đã làm cái gì? Bên kia cam lòng đem tinh hạch, đưa cho nàng. Bang bang bang. Trầm băng nghe được thanh âm này, sắc mặt đột biến, nhìn về phía cha mẹ ngồi ở sofa bên kia, hai người rõ ràng cũng bị dọa nhảy dựng trầm băng âm thầm thở phào nhẹ nhõm không phải cha mẹ biến dị là được cái khác cứ việc đến mục phụ đứng lên ta đi qua xem hai người các ngươi đừng nhúc nhích hắn là người đứng đầu một nhà chỉ cần còn có năng lực cũng sẽ không để cho người nhà phạm nguy hiểm ta đi hai người các ngươi lưu lại trầm băng không cho phép ở trước mắt mình xảy ra bất luận cái gì sai lầm cha mẹ tình huống rõ ràng hướng tốt phương hướng phát hiện Mục phụ còn muốn nói chuyện, bị mẹ thẩm kéo lại. Con à, nghe lời con gái. Con gái của cô đã trưởng thành, đang cố gắng bảo vệ cha mẹ. Ngươi cẩn thận một chút. Mục phụ không dám đi theo, không phải sợ nguy hiểm bên ngoài, mà là sợ nguy hiểm mình sẽ trở thành khuê nữ. Tiếng gõ cửa bang bang không hề gián đoạn, người bên ngoài tựa hồ cực kỳ không kiên nhẫn. Trầm băng xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn thấy một người đàn ông cả người đầy máu, gò má bị cắn mất một miếng thịt là chú lý trên lầu nhà cô nhà lầu là phòng thương phẩm hiệu quả cách âm không tệ ở phòng khách ngoại trừ tiếng gõ cửa không nghe được âm thanh khác lúc lý thúc gõ cửa miệng cũng không ngừng động đậy trầm băng đại học có một cái không biết nói chuyện đồng học người không tệ ngày nghỉ nhàn rỗi vô sự nàng chạy đi học thủ ngữ kết quả thủ ngữ quá khó không học được môi ngữ ngược lại là đánh bậy đánh bà học được Mục đại ca, em bị thương, nhà anh có thuốc không? Mẹ thẩm thấy con gái đứng ở cửa một lúc, cũng không nói gì, nhìn không được nhỏ giọng nói. Bên ngoài là ai? Trầm băng trầm mặt, là nghĩ đến kiếp trước, chẳng lẽ cha mẹ biến dị, là bởi vì bên ngoài bị zombie cắn bị thương lý thúc. Chết tiệt. Nàng lại không nghĩ tới, là nhân tố bên ngoài. Cũng may, cô đã sớm nói chuyện với cha mẹ. Các ngươi lại đây xem một chút quá khứ mẹ thẩm không xác định hỏi một câu dựa theo lời con gái bà và chồng sắp biến thành quái vật ăn thịt người bên ngoài một phụ lo lắng nói khuê nữ con vào phòng đi trầm băng xoay người lắc đầu ta hoài nghi kiếp trước hai người các ngươi sẽ biến dị là bởi vì lý thúc bên ngoài cái gì một thúc kéo trầm mẫu đi ra cửa sắp đi tới trước mặt trầm băng lại dừng lại trầm băng nhìn hai người biểu tình ngưng trọng lại thấp thỏm, trong lòng ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch. đừng xem thường con gái của các ngươi, đừng nói các ngươi không biết biến dị, cho dù biến dị, cũng không phải đối thủ của ta. Thật đấy. Mẹ thẩm thật sự lo lắng. Trầm băng lùi lại một bước, nhường vị trí mắt mèo ra, mẹ, tin con đi. Một phụ cầm lấy gậy bóng chày bảo bối nhét vào trong tay mẹ thẩm, hứng thú sở thích duy nhất của ông, không có việc gì chơi bóng chày. Duy nhất không nghĩ tới, có một ngày, gậy bóng chày sẽ dùng ở trên người mình Em đi, anh ở phía sau, nhắm chuẩn một chút, nếu trạng thái của em không đúng, thì dùng sức đánh Tay mẹ thẩm cầm gậy bóng chày rung lên, bà và chồng tới đây hơn 10 năm, hai người chưa bao giờ cãi nhau, càng miễn bàn đồng thủ đánh nhau Một phụ phế đi nửa ngày sức lực, mới thấy rõ bên ngoài huyết nhục mơ hồ người, là lão lý, tình huống của hắn không quá đúng, đồng tử cư nhiên đang biến hắc nhãn nhân không thấy, chỉ còn lại có một mảnh đỏ tươi, còn, còn mọc ra bốn viên giống giả thú như vậy răng nanh, cái khác răng nanh cũng bén nhọn không ít. Mẹ thẩm nhét gậy bóng chày vào tay con gái, nghiêm túc dặn dò. Mẹ và ba con không đúng, ngàn vạn lần đừng nương tay. Dứt lời, liền đem trượng phu chen qua một bên, ý tứ trong lời nói của khuê nữ, lão lý rất có thể là người hại nàng cùng trượng phu biến dị. Chờ cô nhìn rõ tình huống bên ngoài, Hít sâu một hơi. Bên ngoài căn bản không phải cái kia gặp mặt cười ha hả lão lý, rõ ràng là ăn thịt người quái vật. Nàng tận mắt nhìn thấy, trong hành lang đi lên một người, là lão lý đối diện Trần Thúc. Lão lý xoay người một cái, liền đem Trần Thúc đẩy ngã xuống đất, không ngừng cắn xé. Chương 9. Một nhà ba người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trầm băng lo lắng nói với cha mẹ ngàn vạn lần đừng mở cửa. Mẹ thẩm sợ tới mức dợi mắt mèo đi, lui về phía sau một bước dài, tay phải đặt ở trên trái tim đang đập điên cuồng. Quá dọa người. Trong mắt một phụ xẹt qua đau lòng, ông tiến lên đỡ mẹ thẩm chân mềm nhũng, ngồi trở lại sofa. Ba người trầm mặt không nói. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mặt trời treo ở giữa không trung, trong phòng khách, vẫn là mắt to trừng mắt nhỏ ba người. Trầm băng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nàng nở nụ cười, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cha mẹ không có đột biến. Hai người sẽ luôn ở bên cô, thật tốt. Mẹ thẩm muốn đi qua an ủi con gái, lại sợ hại con gái, đau lòng không chịu được. Đừng khóc, có phải thời gian của chúng ta đã hết, người chung quy phải chia tay, chúng ta đi hơi sớm. Mẹ con nói rất đúng, có thể tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của con, hai ông bà chúng ta đã thỏa mãn rồi. Mục phụ thật sự không có tiếc nuối, khuê nữ nguyện ý sửa miệng chính là trong lòng tán thành chính mình trầm băng lau nước mắt nở nụ cười nàng là vui mừng mà khóc bất quá đây cũng là chính mình một lần cuối cùng rơi lệ tận thế không cần những người yếu đuối sau này cô không phải một mình có người nhà có người muốn chăm sóc ba mẹ hai người sẽ không biến dị thời gian này kiếp trước cha mẹ đã sớm biến dị nàng đoán không sai chính là lý thúc bên ngoài gõ cửa, hai người mở, bị cào bị thương, dẫn đến biến dị. Thật đấy. Mẹ thẩm cao hứng đứng lên, dạo qua một vòng tại chỗ, đối diện với đôi mắt mỉm cười của chồng, kích động nhào tới, cho anh một cái ông thật to. Người đàn ông này vì cô mà trả giá tất cả, quan tâm cô, yêu thương cô, từ đầu đến cuối đều đặt cô ở trên trái tim. Kiều thê ông, một phụ cầu còn không được, bất quá không có bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc vỗ vào lưng mẹ thẩm, nhỏ giọng nói. Con gái còn ở bên kia. Má thẩm trong nháy mắt đỏ bừng, cúi đầu xuống, chết tiệt, bà lại quên mất. Trầm băng cười lắc đầu, hướng phòng ngủ đi đến, không quên dặn dò câu, nhớ kỹ, bất luận kẻ nào gõ cửa, cũng không nên mở. Nàng nghĩ, hai người can đảm kinh tâm qua một ngày một đêm, là nên có một không gian ở chung một mình. Anh và mẹ em sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Em mệt mỏi thì nghỉ ngơi thêm một lát. Trầm băng vào phòng ngủ, nằm ở trên giường, đại não đặc biệt thanh tĩnh. Nàng không phải trên thân thể mệt mỏi, là trong lòng chờ đợi cha mẹ biến dị mỗi phút mỗi giây, đối với nàng mà nói, đều là thống khổ dày vò. Thật tốt. Tất cả những chuyện không tốt, tự hồ đều theo sự tái sinh của nàng mà thay đổi. Nếu như ca ca ở đây, nhà của nàng mới hoàn chỉnh, tận thế thì thế nào? chỉ cần người nhà cùng một chỗ, chính là hạnh phúc. Ca. Chờ đã. Lần này, đổi lại là em gái bảo vệ cô. Lúc này, trong một căn phòng toàn màu trắng, nằm một người đàn ông ngủ quan như đau khắc, sống mũi anh Tuấn, môi giống cánh hoa hồng nhạt, lông mi thật dài, đem hai tròng mắt khép chặt phủ lên một tầng bóng tối, thoạt nhìn đặc biệt thần bí. Nam nhân tự hồ nghe được triệu hoáng nào đó, thông thả mở hai tròng mắt, trong mắt mang theo mê mang mới tỉnh cùng may mắn sống lại sau kiếp nạn hắn cố sức giơ tay lên đặt ở vị trí ngực nơi đó là một sợi dây chuyền bạch kim mặt dây chuyền là một con hùng ưng dương cánh bay cao cùng trầm băng cái kia duy nhất bất đồng đây là một con màu đen hùng ưng nạn cái kia chỉ là thuần màu trắng dây tiếp theo người đàn ông lại rơi vào hôn mê trầm băng nằm mơ thấy mình đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng bị trói trên giường chung quanh hết thảy sáng chói mắt trong lòng nàng lại tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Một người mặc áo blue trắng vây quanh cô không ngừng nói gì. Có người dùng dao rạch qua rạch lại trên người cô, dường như cân nhắc bắt đầu từ đâu khi một người muốn cắt đầu cô ra. Trầm băng mạnh mẽ từ mặt vào ngồi dậy, chung quanh quen thuộc hoàn cảnh làm cho nàng bất an nhảy loạn tâm, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nàng lần đầu tiên gặp loại ác mộng khủng bố này, thân bất do mình mặc người sâu xé đột nhiên nhớ tới cha mẹ giày không kịp mang liền vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ phòng khách trống trơn để trầm băng như rơi xuống hầm băng nàng rung giọng nói mẹ cha các ngươi ở nơi nào chẳng lẽ hết thảy đều là mộng sau khi tỉnh lại nàng vẫn là một người đừng cô ấy sẽ phát điên mất thật sự sẽ phát điên một người chưa từng có được sẽ chỉ cảm thấy rất vất vả khổ sở có được lại mất đi, sẽ làm cho người ta sụp đổ. Mẹ thẩm và cha mục nghe thấy tiếng nghẹn ngào của con gái, cuốn quyết từ phòng ngủ đi ra. Hai người ở phòng khách đợi hồi lâu, không ngừng có người gõ cửa. Có chuyện lần đầu tiên, hai người coi như không nghe thấy. Hàng xóm nhiều năm không phải không có tâm, có thể cứu hay không cứu, là hiện thực không cho phép, tình huống bên ngoài không rõ, vạn nhất giống như buổi sáng, không cẩn thận bị cào bị thương hai người sống hơn nửa đời người không sao cả nữ nhi còn nhỏ làm sao nhẫn tâm để nàng lại một mình thật sự không có việc gì càng ngồi càng hoảng hốt hai người dứt khoát trở về phòng ngủ đóng cửa sổ kéo rèm cửa sổ lên ngủ đây là làm sao vậy mẹ thẩm đi tới trước mặt trầm băng trầm băng liền nhào vào trong lòng nàng gắt gao ông nàng mẹ này mẹ thẩm không biết khuê nữ làm sao vậy chỉ có thể đối phương kêu một tiếng đáp ứng một tiếng. Một phụ ở bên cạnh đi tới, con gái gọi nhiều tiếng mẹ như vậy, sao lại không gọi ba? Ba! Này! Một phụ vội vàng đi qua, ôm hai mẹ con vào lòng. Trầm băng cảm thụ cái ôm không giống nhau này, ấm áp, có loại cảm giác an toàn nói không nên lời. Đây là cái ôm của bố sao? Mẹ thẩm nghe con gái nói, gặp ác mộng, buồn cười nhéo nhéo mũi con gái bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhè không sợ bị người ta chê cười trầm băng le lưỡi làm nũng với mục phụ ba ba xem mẹ đi mục phụ lập tức trách cứ nhìn thẩm mẫu đứa nhỏ ở trước mặt cha mẹ vĩnh viễn là đứa nhỏ đứa nhỏ gặp ác mộng khóc ai sẽ chê cười mẹ thẩm liếc mắt một cái tức giận nói từ phụ nhiều bại nữ con gái ta không cưng chiều nó cưng chiều ai Mục phụ không thèm để ý, thậm chí còn lấy làm kiêu ngạo. Được, ngươi là cha đứa nhỏ, ngươi định đoạt, sủng, tử kinh sủng. Cha mục đột nhiên tiến đến bên tai mẹ thẩm nhỏ giọng nói, cũng cưng chiều con. Hai má mẹ thẩm nháy mắt đỏ lên, đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của con gái, đưa tay đánh vào ngực chồng. Lão không chính hình, đứa nhỏ còn ở đâu? Mục phụ đối diện thê tử thẹn thùng bộ dáng, phản phất trở lại ngày hai người lần đầu gặp mặt hắn ngẩng cổ nói. Ta cưng chiều vợ con mình, lại không mất mặt. Trầm băng buồn cười nhìn hai người chọc cười, lần đầu tiên phát hiện, mẫu thân tiểu nữ nhân bộ dáng, quay đầu bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Bất tri bất giác, ngủ một giấc thẳng đến hừng đông. Ba, mẹ, mau tới ăn cơm. Đến rồi. Mẹ thẩm bóp cánh tay một phụ, nhỏ giọng cảnh cáo, ở trước mặt con gái, chú ý chừng mực, con là một người cha. Mục phụ giống như đau đến tai u một tiếng, cầu xin tha thứ nói. Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Cái này còn kém không nhiều lắm. Mẹ thẩm bước đi thắng lợi ngồi ở trên bàn ăn, cả người tản ra ánh sáng hạnh phúc. Thẩm băng thoáng nhìn vẻ mặt dung túng và cưng chiều của mục phụ, thì ra yêu, sẽ không phai nhạt theo thời gian ở chung. Chương 10 Phân tích lợi và hại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau một đêm mẹ thẩm và cha mục hoàn toàn yên tâm bọn họ không có biến dị sẽ không tổn thương con gái có thể cùng cô tiếp tục đi về phía trước ba người ngồi ở phòng khách tivi mở ra mở ra âm thanh rất nhỏ các đài truyền hình lớn đều đưa tin về chuyện người ta cắn người một nữ phóng viên cầm microphone đang phỏng vấn một bệnh nhân nhỏ gầy bị cào bị thương đưa đến bệnh viện chữa trị vẻ mặt bệnh nhân dại ra nằm bất động trên giường bệnh nữ phóng viên tiến đến trước mặt người trên giường bệnh một tay bắt lấy cô đặt ở trên giường bệnh gắt gao cắn cổ cô một bên người muốn đi qua cứu viện bốn cái người cao lớn tráng hán lại kéo không được nhỏ gầy nam nhân mẹ thẩm hít sâu một hơi người đàn ông nhỏ gầy kia là uống đại lực hoàng bốn người đều không giữ được hắn còn bị hắn giết ngược lại nam nhân nhỏ gầy đem bốn nam nhân đồng thời nhào xuống đất cắn xé lung tung một lúc cả phòng bệnh, chỉ còn lại tiếng cầu xin và tiếng nuốt nước bọt. Anh quay phim bên cạnh đều sợ choáng váng, cho đến khi một y tá đi vào, phát ra tiếng kêu hoảng sợ, sau đó hình ảnh nhoáng lên một cái, chỉ còn lại có một mảnh bông tuyết. Điều khiển từ xa trong tay mẹ thẩm rơi xuống đất cũng không phát hiện, cha mục nhặt lên, không cẩn thận đụng vào nút. Đổi đài khác. Mấy năm nữ trẻ tuổi nhảy múa đường phố, ở quảng trường nhảy được một nửa, lục tục có người té xỉu tự hồ chung quanh cũng trước sau té xỉu không ít người, mặt thường có chút hỗn loạn. Lần này máy ảnh được đặt ở một nơi cố định, hình ảnh không hề lay động. Có người cố gắng đánh thức người bị ngất xỉu, người trên mặt đất không có phản ứng gì, có người gọi điện thoại báo cảnh sát, có người gọi xe cứu thương. Trong lúc chờ đợi, những người té xỉu kia, động tác cứng nhắc ngồi dậy, không đợi người bên cạnh kịp phản ứng, liền đem bọn họ ngã xuống đất. Từng khối máu thịt, rõ ràng bị kéo xuống một màn máu tanh hiện ra trước mắt mọi người một phụ cảm thấy mẹ thẩm sợ hãi trì hoãn truyền hình vài giây đừng sợ ta cùng khuê nữ sẽ vĩnh viễn cùng ngươi trầm băng ngồi bên cạnh mẹ thẩm kéo bàn tay hơi lạnh kia im lặng an ủi mẫu thân làm người hiền lành mềm lòng gặp phải chó mèo hoang đều sẽ cho ăn chớ nói chi là từng mạng người sống sờ sờ kia trước tận thế Loại người này rất đáng yêu, dễ dàng kết giao bằng hữu. Sau tận thế, loại người này thường chết nhanh nhất. Một phụ nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không xác định nói. Các con có nghe thấy hay không, bên ngoài có người kêu gọi đầu hàng. Trong đầu mẹ thẩm vẫn còn đang hồi tưởng nội dung truyền hình, không nghe vào những thứ khác. Có, là người của quân đội tới. Trầm băng đời trước chính là nghe được quân đội kêu gọi đầu hàng, hơn nữa đói khát khó nhịn, từ trong nhà chạy đi tìm nơi nương tựa. Kết quả, đến điểm an trí tạm thời. 200 mét vuông dưới đất, dung nạp hơn 100 người, nói là người chen chúc cũng không quá đáng. Quá nhiều người, phát thức ăn miễn cưỡng no bụng, rất nhiều người oán giận, bất quá không ai để ý tới. Sẽ không chết đói. Mấu chốt an toàn không có bất kỳ bảo đảm nào, người bên ngoài hỏi đơn giản sẽ bỏ vào có người giấu giếm bị zombie cắn bị thương sự tình, bỗng nhiên biến dị, hơn 100 người loạn thành một nồi cháo, không phải người giẫm chết người, chính là zombie đem người cắn bị thương cắn chết. Sống sót trời khỏi điểm an trí tạm thời, cộng thêm cô, một ngón tay có thể đến tới. Cô có thể thoát đi, hoàn toàn là may mắn, coi như số mệnh đã định. Không ai nguyện ý tới gần cửa, cảm thấy không an toàn, cơ khổ không nơi nương tựa, cô lại còn trẻ, đã bị xa lánh đến chỗ gần cửa nhất mẹ thẩm và mục phụ vừa nghe hai người cao hứng đứng lên được cứu rồi trầm băng lên tiếng phá vỡ ý nghĩ tốt đẹp của hai người chúng ta không đi theo quân đội không đi theo quân đội mẹ thẩm khô khan một câu vẻ mặt mờ mịt chỗ tạm trú không thích hợp với chúng ta mục phụ rất nhanh bắt được trọng điểm có phải con đã từng đi vào không trầm băng gật đầu ta đi là một cái hơn 200 mét vuông dưới lòng đất kho hàng, người chen chúc người, biện pháp an toàn không đúng chỗ, không bao lâu liền rơi vào tay giặc, thoát đi người, chỉ có một con số. Ô, mẹ thẩm mất mát ngồi xuống sofa, cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Nữ nhân tay trói gà không chặt như nàng, có thể trở thành liên lụy của nữ nhi hay không? Mẹ con liền tâm, cũng không phải tất cả đều là nói bừa. Trầm băng mặc dù không rõ ràng lắm trầm mẫu chân thật ý nghĩ, cũng có thể cảm nhận được đối phương cam chịu khí tức mẹ cha các ngươi sống chính là ta động lực lớn nhất yên tâm hết thảy giao cho ta hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát một phụ lo lắng nói khắp nơi người ăn thịt người chúng ta không đi theo quân đội có thể đi đâu một nơi an toàn và an toàn thẩm băng giọng nói khẳng định bất quá không định nói bây giờ nơi đó có thể nói là cấm địa của người sống sót tận thế và tang thi lúc trước nghe nói còn tưởng rằng nơi đó có cái gì đặc biệt khủng bố sinh vật một lần vô ý xông vào đánh vỡ nhận thức của cô thì ra người còn khủng bố hơn cả tang thi người phụ nữ bí mật bảo vệ cô xuất hiện khi cô suýt chết ở đó song phương không biết thương lượng như thế nào chờ nàng trọng thương tỉnh lại liền được đưa đến địa phương an toàn phụ cận cả cuộc đời này cô muốn sớm đánh tốt quan hệ với chủ nhân nơi đó nếu có thể cha mẹ có thể ở lại cô sẽ giảm được rất nhiều lo lắng về sau cả cuộc đời này cô nhất định phải tìm được anh trai người đàn ông lặng lẽ ở sau lưng vì cô mà trả giá mẹ thẩm không hiểu nói tại sao phải hai ngày sau xuất phát một phụ gật đầu phụ họa nói quân đội ở bên ngoài tang thi trên đường phố sẽ bị thanh lý hơn phân nửa chúng ta đi theo phía sau tính nguy hiểm không phải nhỏ hơn rất nhiều trầm băng trong đầu hồi tưởng lại chính là kiếp trước ở bên cạnh nàng phát sinh một màn kia quân đội kêu gọi đầu hàng nàng không chút do dự từ trong nhà chạy đi đầu nhập vào quân đội trùng hợp gặp được đại tỷ tỷ lầu năm đại tỷ tỷ trên người không ít máu bất quá không phải của nàng là người nhà đã chết hai người bọn họ xuất hiện rất nhanh khiến cho quân đội chú ý Đại tỷ tỷ vừa khóc vừa cười nói: "Tiểu Băng, chúng ta được cứu rồi." Trầm Băng cũng cho là như vậy, một giây sau, phanh một tiếng súng vang lên. Mi tâm đại tỷ tỷ có thêm một cái lỗ máu, trước khi chết, trên mặt còn mang theo vui sướng, sắp được cứu. Một quân nhân mặc quân phục đặc biệt màu xanh lá cây, cầm trong tay một khẩu súng tự động, hồng súng nhắm ngay phương hướng của cô. Thành thật trả lời, có bị thương hay không? trầm băng lúc ấy đều bị dọa choáng váng trước khi kiên nhẫn của đối phương sắp tiêu hao hầu như không còn vội vàng không ngừng lắc đầu không có nàng muốn nói đại tỷ tỷ cũng không có bị thương có một số việc nhất định không có đúng sai bất quá là góc độ mỗi người đứng bất đồng không thể phán đoán chính xác mọi người đều muốn sống coi như bị zombie cắn bị thương cũng sẽ trong lòng ông may mắn chính mình sẽ không biến dị kết quả hại chính mình cũng hại người khác rất nhiều quân nhân đều là chết dưới loại lừa gạt này mới có đại tỷ tỷ chết oan cha mẹ quân nhân cũng là người có máu có thịt bị cắn bị thương cũng sẽ biến dị lây nhiễm để giảm tử vong sẽ xuất hiện chuyện ngộ thương chúng ta không đi theo quân đội cũng không cần tham gia náo nhiệt